Căng cực khi bạn là Tây nhưng chót mê đắm Vinahouse của Việt Nam. Những tưởng chỉ có những cơ trưởng như Khá Bảnh, một con người là hàng made in Việt Nam 100% chất lượng cao mới say đắm dòng nhạc Vinahouse của Tổ quốc. Nhưng không, dòng nhạc đặc trưng này đã vươn tầm quốc tế khi thuyết phục được cả những khán thính giả đến từ trời Tây. Không những thầm beat mà những nhân vật này còn quẩy cực cháy với vẻ mặt rất chi là feeling, khiến ai nấy trầm trồ. Ra gì đấy, chúng khét đấy nhờ. Nhiều khán giả Việt Nam còn phải thốt lên rằng: xin mấy anh chị đứng ngay ngắn để em lại ba lại cơ ạ. Nhìn anh áo đỏ mặt không nhịn được cười nhở. Mời đẹp. Video trên được quay lại tại Bùi Viện, con phố Tây nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn ở Tròn hôm nào qua Bùi Viện chơi thì cho Tám TV xin chút feedback về các anh chị Tây ở đây với nhá. Và nhớ là ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.